Xin chào cả nhà. Sáng nay hai vợ chồng mình ăn bún bún bò Huế. Các con đã đi học chưa về. Dắt mời ông bà cô chú ăn với con ngay. Cái đó mời ông bà cô chú ăn bún. Ôi. Ồ, giỏi quá ta. Quay 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 á, bữa nay là cuối tuần nữa ông mộ chú anh mau quá à. Rất là nhanh luôn. Cô mở mà cô chú mâm em mở bà cô chú ẩm với con á. Chồng mình á bữa nay là làm ở nhà cả nhà, cho nên bữa trưa là ăn cơm ở nhà. Ngon quá hả, ngon quá không? Ngon quá ha. Ngon quá rất luôn. Bữa nay trời em lo sao mà mối hả? Đó, đi đi trời. Bữa nay giống mưa. Ngày mai mưa nhiều lắm. Ngày mai mưa tới 80 độ. Ngon không? Ngon không? Ngon lắm không? Số 1 đâu? Số 1 đây. Tội nghiệp quá. Em thích ăn bún lắm ông bầu chú ơi. Mà ha, em chưa có mấy gì biết. Nè má mà chỉ nè. Cái miệng vô. Đúng rồi, giỏi quá. Giỏi quá. Dắt rất là thích ăn bún luôn bầu chú anh. Ngon không? Giỏi quá. Giỏi quá hả? Bây giờ mình đi bơi thôi. Hả? Dắt này đi bơi không? Cờ ơi chị hai, điện thoại tắt điện thoại. Em đơn xe là coi điện thoại. Ủa có thằng trai thứ hai của tụi mẹ đâu rồi? Thằng trai đó nó biến mất tiêu rồi. Hả? Anh trai kia đâu rồi? Trai lớn đâu rồi? Trời, con trai lớn ở nhà hả? Dắt ơi, mình đi bơi nha. Ôi con trai lớn rồi đó hả? Dắt ơi, Dắt ơi đi bơi nha. Ôi dồi con trai lớn, trời ơi nó trốn ở chỗ nào vậy? Trời ơi chị hai chụp gì mà đẻ quá vậy? Chị hay quá, hay quá vậy. Chị hai chụp hình á do anh đẻ dữ hả? Do anh xấu bà cố luôn, anh dắt đẹp trai thôi. Đi đi tới đi. Chơi tới mấy giờ? 8 giờ. 8 giờ nha. Bye bye. Mình chở bơi xong rồi ha, chở chị hai Jessica tới căn nhà đó. Nó chơi với bạn, nó nhóm bạn nó tụ tập ở đó làm bánh làm gì á cả nhà. Bây giờ chở Jessica lại đó xong rồi bây giờ mình đi đi chợ chút xíu. Từ ở đằng nhà của mình tới đằng đây chưa tới 5 phút cả nhà, có chừng 2-3 phút chạy xe, nếu mà hai chạy xe 2 phút thôi. Ở kế bên nhà thôi cả nhà, ở trường học ở đằng đó rồi xong rồi tuột xuống nè, căn nhà này nè là cho mấy đứa nhỏ tụ tập coi coi sách coi này kia nọ đó cả nhà. Đi tới nhà bạn của nhà. Hả? Đi tới nhà
bệnh của anh là gì? Rồi bây giờ đi đâu John? John cầm pizza. John cầm tiền đi mua gì á? Mua pizza. Thôi đi mua hamburger đi. Ok. Mua pizza. Ui, ăn pizza hoài ngán quá à. Mẹ khỏi mua. Con ăn pizza hoài ngán quá. John được đó. Mẹ mẹ sẽ đi China bị kia nó. Hả? China bị kia. Cô China. Đi tiệm tàu mua hành ngò này cái nọ nè. Wow. Tới chợ đi đành bước vô thấy bông. Wow, bông rất là đẹp luôn cả nhà. Bông tú cầu nè. Đủ màu luôn á, màu xanh, màu hồng, màu trắng, màu tím. Mấy cây tắc rất là đẹp. Nhưng mà cái này nó sai trái vậy thôi chứ mà nó trái nhỏ cả nhà ơi, nó cây nó cái cây của nó cây nhỏ không có cây bự. Wow, cây 400 cả nhà. Bắt đầu mùa hè tới nè cả nhà ơi, nó bán bông nè, bán mấy cái hộp mấy cái hộp á rải bông nè. Cái này hành nè. Hành nè. Cái này đã cái này sao vậy? Cái này đã gì ta? Giống như mồng mồng giống như là hả? Sao đá son phải không cả nhà? Ôi đó, cả nhà nhìn thấy nguyên cái dãy này là nhìn thấy là biết hè gần tới đó. Bắt đầu bây giờ người ta mua người ta ương cả nhà. Hoa bông nè, bông giống như bông nhãn thọ vậy. Bông cúc hay gì á. Nó nhiều màu á, đẹp quá ha. Đẹp quá cả nhà ơi. Đẹp quá mà mình sợ mình trồng không có được đâu. Rất là đẹp luôn. John, John ơi. John, không mua kẹo nghe John. Thôi, không mua kẹo đâu. John ơi, đi kiếm ba đi, ba đây nè. Bữa nay không có gì đặc biệt đâu nha. Bom. Đi chợ lúc nào, đi chợ Tây là lúc nào cũng là bom. Bơm, nho, lê, dưa leo nè, mua 2 trái dưa leo ngon nè. Dưa leo 2 trái 20. Cả nhà nhìn xà lách nè, xà lách loại này nó rất là ngon luôn cả nhà. Ồ, một bụi 35 đồng mà bây giờ nó hạ còn 20 đồng nè. Wow, nhìn cái xà lách này là muốn ăn gỏi cuốn liền ông bà cô chú ơi. Nhìn rất là ngon luôn cả nhà. Cả nhà coi một bụi nào, bụi đấy nó bự như nè. Ủa, mình mua một bụi ngon quá. Tự nhiên đi định nó đông quá trời đông luôn. Người nào người nấy xếp hàng quá trời xếp hàng. Mà không ai tính tiền, có hai người tính tiền à. Cho nên xếp hàng đông lắm luôn. Mấy cha con xếp hàng tuốt đằng đây nè ông bà chú ơi. Đâu rồi? Trời ơi, ông bà cô chú coi nè. Xếp hàng vậy nè. Người dài quá trời người luôn rồi. Mấy cha con á, chồng mình đặc biệt đi đâu mà xếp hàng nè ha, là đứng không yên cái vòng mà bây giờ cũng phải chịu xếp hàng đây. Đông quá. À, la 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 la. Ủa? Cái hàng đông quá vậy. Trời, cái hàng này nãy giờ không có ai thêm tính tiền thêm một dãy nữa, dãy tính tiền có hai dãy nè. Trời, giờ đâu tới vậy nè. Anh John mua pizza người ta cho kẹo hả con? Kít bảo ha. Kít bảo. Vâng, cứ hoàn rồi, cứ hả? Nhiều nay bữa nay nó đông, mua mà hai cha con chờ hả? Chờ mười mấy phút. Qua. Mình ăn miếng à. Cái gì mà nó bự nữa. Giờ nó còn ăn rồi làm tteokbokki nữa. Cái này ngâm cho nó mềm đã xong rồi mới chút cái nước ra rồi mới bỏ cái kia vô. Ui, vô nó cái này nó cay vô. This is on the pommes. So yeah, the pommes. Em nhắc ăn cái gì? Ăn ra. Em nhắc không ăn ra. Yeah, yeah, come on. Yeah. Mà cay. Không có cay. Thì ta yakita. Ngon.
nha, nhắc ngon không? Ừ. Ngon không nhắc đây? Ừ, không có cần. Mua cà hả? Ngon. Ngon không nhắc đây? Nhắc đây ngon không? Ừ. Ngon hả? Ngon hả? Ngon không? Ồ, nè. Ừ, dắt đây, dắt đây. Ôi, dắt đây hả? Mày hỏi nè. Biết hot rồi hả? Hỏi tao chicken mà, biết mú hả? Hả? Biết mú. Mú hả? Nej, det är nog bara chicken. Det är nog bara chicken, va? Nej. Sen bara ost. Bara chicken, bara ost. Bara så. Jack, det var det här. Jag hade jack och jack här. Nej, det är ju. Ba không mua chicken, ba mua. Sen då, no. Ba mua thịt bò. Mà mình không mà, ấy thì. Có mình sẽ bara ost. Đúng không? Rồi, chắc bông mẹ. Mà ông bảo chú ăn với hó nha. Ăn với hó với jack nha. Nãy hai cho con ăn kìa. Do anh kêu ăn hamburger không ăn. Nếu mà ăn phía sò, ăn chip ta. Dắt mày mày con. Mày lấy cái dưa đeo ra. Bò. Cặp đây. Yeah. Cầm mắt. Cầm gì. Cầm gì cắn gì con. Chiều nay đi bơi xong về là nhanh gọn đẻ ông bảo chú à. Chị hai với chị ca đi chơi chưa về. Thêm tiếng nữa. 8 giờ đi rước chị hai. Chồng hóa uống bia. Không bia. Bạn của chồng hó tự làm bia, tự làm bia, tự ủ bia. Trong ngày hôm qua cho mấy chai, xong rồi chiều đi bơi lấy mấy cái chai đi nên mới trả, xong rồi cho thêm mấy chai nữa. Nè mình không biết uống, mình uống mình không biết nó mùi vị ra sao. Rõ ghê, bây giờ tự làm bia nữa chứ. Một cơ hương nước kìa. Uống bia miếng hả? Cái bụng bự quá trời. Ngon hả? Em nói nè ông bầu chú ơi, nãy giờ hả em ăn ké hết chút xíu à, mấy bạn chạy mua hamburger cho em ăn. Cái bánh kia nó cay lắm. Cầm thì bò ăn gì đó. Nhà hết rất là dễ luôn, mấy đứa con á, mình mà cho ăn là nó ăn được mấy món này, ăn được pizza, ăn được hamburger, ăn được hoài luôn cả nhà. Mình mà cho nó ăn là nó ăn được hoài luôn á, cho nên hả, nói chứ mấy cái này ăn nhiều quá cũng không tốt. Một tuần á cho ăn có chừng 2 lần thôi. 2 lần nhiều là 3 lần. Bởi vì hả cuối tuần á là một là pizza, hai hamburger. Cho nên nó ăn mấy cái này mình còn khỏe nữa cả nhà, khỏi nấu nướng khỏi gì hết. Mấy cha con nó rất là dễ ăn, ăn mấy cái này nó còn khoái nữa. Nhưng mà mình thấy ăn mấy cái đó hoài đó, nó mập đó cả nhà. Cho nên tuần cho ăn chừng 2 lần thôi. Hạn chế. Ngon quá. Ôi dắt ăn ngon quá, dắt mượn bà của chú nè. Mượn bà của chú mâm mâm. Cắn nè, màu chú cắn nè. Nè, cho màu chú mâm mâm nè. Cho. Cắn giống con chùa, cắn bên đây, cắn bên kia. Cho bà cái chú mâm mâm. Giỏi quá ta. Dắt ăn hết cái đó là mẹ mừng rồi đó. Giỏi quá ta, giỏi quá. Dắt ăn hết cái đó là mẹ mừng nha. Ăn hết cái đó rồi xong rồi chút xíu nữa, cái chừng 9 giờ mẹ cho uống bình sữa nó là bắt đầu nó ngủ. Bữa nay bơi là tối là dắt nó ngủ sớm lắm bà chú ơi, nó bơi là nó về nó mệt rồi đó. Giờ này nó đuối, nó chơi thêm chút xíu cái chừng tiếng đồng hồ nữa thôi. Một tiếng mấy nữa thôi là nó đuối là nó ngủ thẳng giấc à.
Rồi à, video ha, nhà mình bữa nay không có nấu nướng không bầu chú ơi, cuối tuần ha mấy con đi bơi xong mà về thích ăn cái gì là đi mua cái gì, mua hamburger pizza gì ăn là xong. Họ sẽ kết thúc video ở đây. Ông bà cô chú có thương yêu Ngọc Hó thêm gì cuộc sống thì điện ông bà cô chú hãy đăng ký và share like cho cả nhà mình nha. Cảm ơn bà cô chú nhiều, chúc ông bà cô chú cuối tuần vui vẻ. Bye bye, hẹn ông bà cô chú giờ đi xa. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye bye.